Nói thật là mấy anh chàng Trung Đông có xu hướng làm clone ngày càng nhanh, đặc biệt như mấy ông Alexandria. Vài video số trước thì tôi đã làm qua những cái con như kiểu GaiaX, rồi hiện tại thì tôi cũng có nghe feedback là đã có clone của Serov Torino 21, rồi clone của Serov Neo rồi. Anh kia ơi thử đi. Nhưng mà trước tiên thì tôi muốn chia sẻ đến các bạn một phiên bản clone của chai nước hoa Jungpo OTA. Đây là Le Meal Elixir, nó đã có clone rồi đấy. Và clone này thậm chí rằng còn đang rất rất hot ở trên thị trường, Rayhan Elixir. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về em nó. Thứ nhất đó chính là để cho chúng ta có được một cái góc nhìn thật là khách quan và biết được rằng mùi hương ở cái phiên bản clone này nó như thế nào so với phiên bản gốc. Thì cái điều mà mình luôn luôn nói với các bạn đó là hãy xem video gốc, hãy cố gắng thử phiên bản gốc. Đừng mua những cái phiên bản clone chỉ vì nó rẻ, chỉ vì ông kia nói hay là những người khác làm nội dung nói rằng nó ngon hơn. Tại vì đối với cái video mình làm về chai GaiaX của Alexandria thì mình cũng có nhận được một vài feedback của những người mà đã xem mình khá là lâu, thậm chí rằng chúng tôi còn nói chuyện với nhau. Thì anh ta có bảo rằng sau khi xem video TikTok của Kiên về GaiaX thì anh đã đi mua ngay. Nhưng mà không hiểu sao là cái hiệu năng của chai GaiaX nó kém đến như vậy. Thì nó là do chai nước hoa fake hay như thế nào? Thì mình đã có một cái thời gian giải thích khá là kỹ lưỡng. Đó là trước khi anh mua những chai nước hoa thì anh hãy xem review phiên bản gốc. Và về cơ bản thì con GAC 10 nó là một trong những chai nước hoa có một cái hiệu năng nó cũng không thực sự quá tốt. Và nó là một cái điều mà khó chấp nhận đối với những người dùng nước hoa cơ bản. Vậy nên là nếu như các bạn mà cứ xem những cái video clone mà không tìm hiểu về cái phiên bản gốc họ có xu hướng làm kiểu gì thì mình tin chắc rằng cái việc mua clone của bạn nó cũng thực sự không phải là một trong những cái sự lựa chọn quá là thông minh. Vì thế thì rất mong các bạn khi mà các bạn đang có ý định xem clone, mua clone của một chai nước hoa nào thì hãy xem phiên bản gốc. Và video gốc của chai nước hoa này thì tôi sẽ để đâu đó đường link ở trên này để các bạn có thể tìm kiếm một cách dễ dàng, xem thật là kỹ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về Rayhan Elixir. Đây cũng là một thương hiệu đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập UAE, hay các bạn hay gọi là Trung Đông, là Dubai. Và chai nước hoa này nó có một cái thiết kế màu vàng trông cực kỳ là bắt mắt. Bắt mắt chứ mình không nói là đẹp nhá. Tại vì thực sự thì đối với tôi thì chai nước hoa này nó không đẹp ở phần thiết kế một xíu nào. Đây các bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy nhìn phát là kiểu đậm nét UAE, tiểu vương quốc Ả Rập ngay. Vì những cái màu sắc và thiết kế kiểu này chỉ có mấy anh Trung Đông thôi. Nhưng mà ở đây có một cái điều nó cực kỳ lạ, đó là vâng, thực sự thì chai nước hoa nó sẽ là như này bạn ạ. Không có tem tiếp các thứ gì cả. Và đây là một trong những cái phôi chai khá là quen thuộc ở trên thị trường. Mình nhìn cái phôi này cảm giác nó kiểu đúc chung phôi với con Blur de Chanel. Nhưng mà cảm giác bề ngang của nó sẽ bé hơn. Còn chúng ta sẽ có một cái lớp áo giáp được làm bằng màu vàng. Nó là kim loại nhá. Không, thực ra nó cũng là nhựa đấy. Cái tiếng này là nhựa hay kim loại nhỉ? Tôi nghĩ là chắc là một lớp nhựa cứng. Đây, toàn bộ của em nó chỉ có mỗi chữ Rayhan ở đằng trước thôi. Còn về phần nắp này thì nó khá là nặng. Nó nặng hơn cái phần vỏ bọc của chai nước hoa. Và hãng người ta chỉ có thế này, đậy chai nước hoa lên. Về phần bòi xịt của em nó thì tôi xịt mùi hương này ra tay rồi, từ sáng rồi. Nhưng mà tôi sẽ xịt cái phần vòi ra cái phần giấy thử để cho các bạn có thể nhìn thấy phần vòi nhá. Phần vòi của em nó đây. Ui, vòi ngon nhá. Vòi của con này hơi ngon luôn đấy. Mấy hôm tôi xịt thì tôi cũng không để ý lắm. Nhưng mà hôm nay tôi quay video tôi xịt thì tôi thấy cái vòi của nó khá là ổn, phun xương. Về phần thiết kế thì riêng phần vòi đánh giá rất là cao. Còn đối với phần thiết kế ở chai nước hoa này thì cá nhân tôi thấy nó hơi phèn. Nó chỉ là có mỗi một cái lớp nhựa trên này thôi. Hết. Không biết là các bạn nhận xét như thế nào về thiết kế này thì các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Tiếp tới thì chúng ta sẽ đến với phần mùi hương
của Rayhan Elixir so với cái phiên bản Le Mail Elixir của Jean-Paul Gaultier. Cái thứ nhất mà các bạn sẽ nhận ra khi các bạn xịt side by side hai mùi với nhau, đó chính là ở cái phiên bản Le Mail Elixir này thì cái phần vanilla nó sẽ là chủ đạo xuyên suốt từ đầu đến cuối. Nhưng ở Rayhan Elixir thì vanilla nó sẽ chỉ xuất hiện ở khoảng tầm 2 tiếng sau khi các bạn xịt và nó kéo dài về sau. Còn cái nét top note của Rayhan Elixir nó sẽ lên cái mùi bạc hà khá rõ rệt. Nó rõ hơn so với con này khá nhiều. Ở đây thì tôi sẽ nhận thấy bạc hà làm hơi hướng hơi kem đánh răng the the một xíu, kết hợp với một chút phấn của kiểu bột của lavender. Và với mình thì mình có cảm giác ấn tượng hơn so với cái mùi hương ở phiên bản gốc. Ở Rayhan Elixir thì sẽ có người không thích ở phần top note, mà tôi đoán là chắc là khoảng tầm 70% người sẽ không thích ở phần top note, tại vì cái nét bạc hà nó làm trội quá, các bạn sẽ không có cảm giác quen. Còn đối với phiên bản này thì nó sẽ nịnh mũi hơn vì cái bay vanilla nó đã xuất hiện ngay từ phần đầu rồi. Về độ sáng của mùi hương ở phần top note thì con Rayhan Elixir này cũng sáng hơn. Và sau khoảng tầm 15 cho đến 30 phút khi mà ở trên da thì con Rayhan Elixir bắt đầu có những cái sự biến chuyển. Bạc hà bắt đầu khô dần, lavender cũng sẽ nhẹ xuống và các bạn thấy vanilla xuất hiện. Và sau khoảng tầm 30 phút thì mình thấy rằng con Rayhan Elixir này có xu hướng làm vani hơi bougie, hơi dính một tí, hơi kiểu một cái lớp sánh so với cái phiên bản này. Ở phiên bản này thì khô hơn, mượt mà hơn. Các bạn sẽ nhận thấy vanilla được làm một cách gọi là mềm mại và blend nó khá là mượt, và tất cả mọi thứ nó phát triển trên cái nền của vani. Còn đối với em này thì những cái sự chuyển biến nó sẽ nhận ra rõ rệt hơn. Và các bạn có thể thậm chí rằng kể cả với người mới thì các bạn có thể đọc được những cái nốt hương ngay ở cái sự biến chuyển của Rayhan Elixir. Thì mình thấy cái nét bougie khá là rõ. Mùi hương lúc này thì cũng có phần tối hơn so với ban đầu và tối hơn so với Le Mail Elixir. Sau khoảng tầm 2 tiếng thì hai con có cái vai mùi tương đồng nhau. Nếu như các bạn xịt hai con này và những người đi qua bạn ngửi thì người ta sẽ khó mà có thể nhận thấy. Nhưng mà nếu như các bạn có dịp side by side hai em đó thì chắc chắn một điều rằng con Rayhan Elixir này sẽ nhận ra cái vai vani và có xu hướng tối nhiều hơn. Thậm chí ở khoảng tầm sau 3 tiếng đồng hồ thì Rayhan Elixir còn lên cái nét vani và cùng với thuốc lá. Ở đây thì mình nhận thấy thuốc lá khá là rõ rệt khi mà nó dày hơn, nó làm ứ cái phần mũi của mình. Còn đối với em này thì sẽ là một cái phiên bản mượt mà từ đầu cho đến cuối. Nó đẹp đẽ, nó là những cái gì mà thương hiệu designer muốn làm để đưa tới mũi người dùng. Có nghĩa là xịt một phát các bạn sẽ khó lòng có thể chê được. Còn đây thì biến chuyển hay ho và thú vị hơn. Riêng cái phần này thì tôi đánh giá rằng tôi thích con Rayhan Elixir hơn khá là nhiều. Từ top note cho đến cái phần bougie hơi rượu, sau đó mới đến sự biến chuyển của vanilla. Rồi cuối cùng nó lại mix tới cái nét hơi đặc ứ mũi của thuốc lá. Và với mình ý, thì Rayhan Elixir cũng không phải là một cái mùi nịnh mũi được như so với con Le Mail Elixir nhá. Thế nên là bảo là giống thì trên quan điểm của tôi thì con Rayhan Elixir nó sẽ chỉ giống được khoảng tầm đâu đó 70% so với cái phiên bản gốc thôi. Mình thì mình nghĩ rằng là chắc là sẽ người mới, người dùng cơ bản người ta sẽ thích con này hơn. Còn đối với những bạn nào thích một cái vai gai góc hơn, nam tính rõ rệt hơn và xu hướng kiểu trưởng thành hơn thì đây sẽ là cái phiên bản mà các bạn thích. Đó. Thế thì hiệu năng của hai mùi hương này như thế nào? Ở phiên bản Jean-Paul Gaultier thì hiệu năng của nó rất tốt. Từ cái độ lưu hương đến độ tỏa hương thì các bạn có thể xem lại trên cái video cũ nhá. Còn đối với phiên bản Rayhan này, về phần chuyển biến mùi hương thì mình nói rồi. Còn về cái phần hiệu năng thì con này tôi đã xịt một cái khoảng thời gian khá dài ở trên da. Thì cá nhân tôi thấy con Rayhan Elixir này nó lưu được khoảng tầm trung bình tầm 6 đến 7 giờ, 6 đến 7 giờ trên da. Và cái độ tỏa hương của con Rayhan Elixir này cũng kém hơn so với phiên bản gốc Le Mail Elixir. Cụ thể nó sẽ tỏa tốt trong khoảng tầm 2 đến 3 tiếng đầu, là khoảng hơn nửa cánh tay.
và sau đó sẽ giảm dần ở trên da. Thì tổng hòa về cái phần hiệu năng của Rayan Elixir so với con Lermeil Elixir thì nó kém hơn. Nó kém hơn về độ lưu và nó cũng kém hơn về phần độ tỏa hương luôn. Đó. Còn về cái tính đa dụng của Rayan Elixir thì Rayan Elixir nó sẽ phù hợp để các bạn có thể đi chơi trong những buổi tối trời lạnh. Có nghĩa rằng là cái nhiệt độ sử dụng của con Rayan này nó cũng sẽ cần một cái nhiệt độ thấp hơn so với con Lermeil Elixir. Và vì thế thì cái tính đa dụng của con Lermeil Elixir này nó cũng sẽ tốt hơn so với cái phiên bản clone của nó. Con này thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ ăn mặc theo cái phong cách có lẽ là nó sẽ không quá trẻ trung vì cái vai mùi tối, thuốc lá nó cũng sẽ rõ rệt nữa. Nên là tôi nghĩ độ tuổi đẹp nhất của con này nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 23 cho đến 25. Nó có phần già hơn so với Lermeil Elixir. Và cái nhiệt độ đẹp nhất để sử dụng con này nó sẽ khoảng tầm từ 23 đến 25 độ quay đầu trở về đằng trước. Đó, con này thì đa dụng được nhiều dịp hơn. Và con này thì tôi nghĩ rằng là vì cái độ tỏa của nó nữa, thế nên là nó cũng sẽ không phải là một cái mùi có thể thu hút ở trong một cái đám đông mà các bạn cần cái sự nổi bật ở trong đó. Con này thì chắc là để đi hẹn hò kiểu một tiếp xúc gần gũi, kiểu đi xem phim, đi ăn, đi cà phê, ngồi sát nhau thì sẽ ok hơn. Con này thì nó sẽ phô cho mọi người thấy được rằng là bạn đang xịt mùi gì và bạn có thể gây ấn tượng bởi mùi đó. Đó. Trên góc độ là một người làm review thì đối với cá nhân tôi, Rayan Elixir không phải là một phiên bản clone thay thế quá tốt. Nếu như các bạn đang tìm một cái phiên bản giá rẻ hơn của Lermeil Elixir, nó đi theo chiều hướng khá là khác so với phiên bản gốc này. Con này thì tôi nghĩ rằng là càng try down về sau thì nó càng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Đó. Nên tốt nhất là chúng ta nên đưa con Rayan Elixir này sang một cái góc nhìn riêng, đó là một chai nước hoa giá rẻ để các bạn có thể đi chơi, đi hẹn hò vào những buổi tối dành cho những bạn nam thì nó sẽ là tốt nhất. Còn trên góc độ so sánh thì mình nghĩ rằng là con này xứng đáng được đứng riêng hơn. Còn về cái độ nịnh mũi thì vẫn khuyên các bạn mua này. Đó, dùng dỉnh tài chính thì vẫn khuyên là mua này. Các bạn có thể mua những size nhỏ. Còn kiểu muốn khám phá một mùi hương mới đủ nét ngọt, đủ sự biến chuyển, thậm chí rằng riêng cái sự biến chuyển con này mình đánh giá khá là cao so với con Lermeil Elixir. Và bên cạnh đó thì mình cũng muốn nói rằng mình thích chai nước hoa này hơn. Ở trên góc độ cá nhân là một người trải nghiệm nước hoa thì mình thích con này hơn. Nhưng tính sử dụng thì mình vẫn đánh giá Choupo Gautier Elixir cao hơn. Đó. Không biết là các bạn nào đã sử dụng qua em này chưa thì rất mong các bạn có thể feedback ở phía dưới để cho mọi người cùng biết. Và nếu như các bạn muốn mình muốn làm thêm con nào nữa thì rất mong là các bạn có thể đưa ra những cái yêu cầu ở phía dưới. Tôi có một vài con khá là hay ho ở đây, thí dụ như kiểu con Latafa này này của nữ này, hay là Infini Row của Maison Alhambra giống như một con của Initio. Rất nhiều, dưới đất này còn vô vàn luôn. Nhưng mà chắc là các bạn không nhìn được, tại vì tôi cũng không muốn cho các bạn nhìn cái chỗ quá mửa phía dưới. Nên là nếu thấy video hay một lần nữa thì hãy like, ủng hộ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.